Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, oan án Hồ Duy Hải, hung thủ thực sự là Nguyễn Văn Nghị là con của ai và vì sao được thoát tội một cách dễ dàng như vậy. Sau 12 năm tới nay, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xem lại bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải trong vụ án bù điện cầu voi đây là một vụ án sai sót nghiêm trọng về mặt tố tụng khi cơ quan điều tra cố tình làm sai lệch kết quả điều tra như bỏ sót các chứng cứ pháp y, thay đổi vật chứng, bỏ qua các bản khai không nhận tội của bị cáo để rồi hội đồng xét xử ra bản án cao nhất đối với hồ Duy Hải tử hình. Liệu phiên tòa giám đốc thẩm này có làm rõ những tình tiết mà dư luận đặt ra dấu hỏi nhiều năm qua? Liệu công lý có với tay tới hồ Duy Hải để rộng đường dư luận? tôi xin giới thiệu lại bài viết của tác giả Anh Vũ đăng trên báo Một Thế Giới ngày 17 tháng 12 năm 2019 có tựa đề Vụ án Hồ Duy Hải, những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Nhiều năm qua trong quá trình hỗ, hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong còn tìm thấy những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Một trong ba thanh niên có quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thị Hồng rất tiếc là cơ quan điều tra đã bỏ qua không làm rõ những dấu hiệu này. Luật sư Hồng Phong đã chính thức tố cáo yêu cầu điều tra dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Quyết định kháng nghị hủy án kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với Hồ Duy Hải mới đây cũng đã ghi nhận phải điều tra nghị. Ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My Son không được điều tra làm rõ. Sau khi vụ án hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi xảy ra, báo chí trong nước đã liên tục đưa tin diễn biến quá trình điều tra, nội dung chủ yếu từ nguồn thông tin của cơ quan điều tra được cập nhật mỗi ngày và nhiều tình tiết cho thấy hung thủ có thể là một người khác không phải là Hồ Duy Hại. Đêm gây án, Nghị có mặt và bỏ trốn. Theo đơn tố cáo của luật sư Trần Hồng Phong, qua thông tin báo chí cơ quan điều tra cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy Nguyễn Văn Nghị có mặt tại bưu điện cầu voi trong đêm gây ra vụ án. Một trong những đài báo đó đưa chi tiết như sau, manh mối đầu tiên được một số người dân sống ở gần hiện trường cung cấp là có bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ nạn nhân vào buổi vào các buổi tối. Điều tra nhanh công an được biết trong số 4 thanh niên này có 3 người quê ở Vĩnh Long, một người còn lại nhà ngay tại thị xã Nhị Thành. Ba thanh niên quê Vĩnh Long được xác định tên là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1981, Trần Văn Chiến sinh năm 1980 cùng là thợ bạc đến tạm trú tại địa phương. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến cho các trinh sát chú ý vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sóc khá mặn mà là niềm mơ ước của nhiều chàng trai trong đó có Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo tài liệu của công an huyện Thủ Thừa chuyển về, Nghị từng nghiện ma túy. Thêm một tình tiết xác định Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng, có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ. Anh ta lúc đó mặc quần jean, có mặc áo gió bên ngoài màu xám. Nhân chứng khẳng định ngay trong ngày, ban chuyên án cử trinh sát đến nơi Nghị ở trọ để triệu tập về cơ quan điều tra làm việc nhưng Nghị không có tại đó. Tìm đến những nơi Nghị thường lui tới không thấy bóng dáng của Nghị ở đâu. Để làm sáng tỏ vụ án, các trinh sát tìm sang tận huyện Cai Lậy đón lỏng nghi phạm tại nhà mẹ đẻ. Đến khoảng nửa đêm thấy Nghị xuất hiện, ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp Hồng nhưng do có gặp nhóm thợ bạc bạn cũ nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo. Theo thanh niên này, giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì để gây án. Chứng minh mình vô can Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào lúc 20h10 tối ngày 13 tháng 1 năm 2018. Xin lỗi các bạn, 2008 đêm xảy ra án mạng. Nghị đã cùng với bạn uống nước tại một quán cà phê tại Thị Tứ, Cầu Voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữa Nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều khiến cho chủ quán phải đến can ngăn. Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ án cơ quan điều tra, bắt Hồ Duy Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải. Trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cơ quan điều tra cũng cho rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Nghị nhưng do Nghị có chứng cứ ngoại phạm nên Hải chính là thanh niên đó. Từ đó, chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải trong khi Hải có kêu oan hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét. Công quan điều tra đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết hai cô gái. Luật sư Phong khẳng định trong hồ sơ vụ án hiện nay không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào với Hồng. Thậm chí, theo lời khai của chị Đặng Thị Phương Thảo, bạn của hai nạn nhân, biên bản ghi lời khai ngày 6 tháng 4 năm 2008 thì cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu điện có một điện thoại cũ hiệu Nokia thường dùng để nạp cạc cho khách hàng. Vậy tại sao có tin nhắn giữa Hải và Hồng? Xác định thời gian gây án sai nghị ngoại phạm Hải dính án. Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết một cách chủ quan thiếu khoa học. Cụ thể theo cáo trạng, Xác định thời gian gây án được cho là của Hồ Duy Hải là lúc khoảng 20 giờ 30 phút như sau. Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đi xe mô tô đến bưu điện Cầu Voi vào bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20 giờ 30 Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý hệ ý định quan hệ sinh lý với Hồng nhưng bị Hồng phản đối và Hải tức giận đánh vào mặt bóp cổ lấy thất đập vào mặt và đầu chị Hồng bị ngất, sau đó Hải lấy dao cắt cổ chị Hồng. Sau đó, từ chân cầu thang, Hải thấy Vân đi mua trái cây về, kéo cửa sắt xuống, đóng cửa và đi vào. Khi Vân vừa xuống phòng sau, Hải dùng ghế đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch, sau đó Hải sốc nách Vân kéo đến chỗ xác của chị Hồng đặt đầu Vân nằm trên bụng của chị Hồng và lấy dao inox cắt vào cổ chị Vân hai ba cái. Sau đó hải ra phòng vệ sinh rửa tay rửa dao, bỏ dao vào sau tấm bảng. Do quãng đường mua trái cây rất ngắn chỉ khoảng 100m nên thời gian Vân mua trái cây và về chỉ mất khoảng 5 phút. Như vậy thời gian hung thủ gây án được xác định là khoảng 20 giờ 30 hoặc sau đó vài phút nhưng xét về mặt chứng cứ trong thời gian vụ án không có tài liệu nào xác định được chính xác giờ chết của hai nạn nhân trong khi đây là tình tiết rất quan trọng các tài liệu như bản giám định pháp y giấy chứng tử trả lời về dấu vết trên cơ thể nạn nhân đều không xác định để chống giờ chết của hai nạn nhân nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ mất máu cấp tuy nhiên có rất nhiều tình tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết phải từ ít nhất 21 đến 22 giờ trở về sau, hoặc khoảng gần nửa đêm chứ không phải là lúc 20 giờ 30 phút. Cụ thể theo lời khai của nhân chứng Thường và biên bản hiện trường cho thấy Vân và Hồng đã ăn chiều vào khoảng lúc 17 giờ và theo giám định pháp y thì thức ăn đã nhuyễn trong dạ dày. Cho thấy Hai nạn nhân phải bị giết sau 22 giờ đêm vì theo y học thì phải mất 5 giờ thức ăn mới tiêu hóa nhuyễn trong dạ dày. Máu của hai nạn nhân không thể chưa đông, khô sau 13 giờ kể từ thời điểm dự đoán chết. Việc kiểm nghiệm hiện trường được tiến hành lúc 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2008 sau thời điểm kết luận chết từ khoảng 13 giờ. Sau các tấm ảnh thể hiện xác hai nạn nhân được đặt trên tấm vải màu trắng, trên thân thể hồng máu, có màu đỏ tươi vẫn còn chảy và thấm vào tấm vải lót. Trong biên bản khám nghiệm hiện trường, ghi nhận trên sàn nhà nơi hai nạn nhân nằm có vũng máu động chưa khô hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Thu, một trong những người phụ trách dọn dẹp hiện trường vụ án cho biết vào khoảng lúc 21h30 đến 22 giờ đêm ngày 11 ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh Thu chở xe ôm, hai người khách đi ngang qua bưu điện cầu voi thì thấy trên lầu một của bưu cục vẫn còn sáng đèn, cổng của phía trước bưu điện đều đã đóng. Nếu vụ án xảy ra lúc 20h30 thì ai đã tắt đèn trên lầu bưu cục và vì biên bản hiện trường xác định khi khám nghiệm hiện trường thì điện trên lầu đã tắt. Ngoài ra, còn rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án không thể là 20h30 như cơ quan điều tra ghi nhận và phải xảy ra nhiều giờ sau đó. Chính sự xác định sai lệch về thời gian xảy ra vụ án đã làm cơ sở duy nhất để cơ quan điều tra cho nghị ngoại phạm và đổ tội cho Hồ Duy Hải. Cho dù thực tế nếu án mạng xảy ra vào thời điểm đó thì Hải cũng chưa thể có mặt tại bưu điện cầu voi. Những khả năng phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Về ý thức chủ quan, Nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy khi bu điện Cầu Voi nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với Hồng, Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bỏ ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong. Sau đó, Nghị đã cãi cọ ở quán cà phê vào lúc khoảng 20 giờ 10 phút. Nghị nghiện ma túy và có mối quan hệ nam nữ phức tạp, đã biết Hồng có người yêu là Mison lại trong tình trạng tâm lý ghen tức và nóng giận ra tay sát hại Hồng là hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê lúc 20 giờ 10 phút hay không, điều này chưa đủ cơ sở để kết luận Nghị ngoại phạm. Nếu Nghị chỉ đơn giản là tức giận bỏ đi uống cà phê rồi về luôn mà không quay lại bưu điện cầu voi là không hợp lý về logic tâm lý của tội phạm. Mặt khác nếu vậy thì Nghị phải chứng minh được trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 Nghị đã làm gì ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê. Cụ thể là vào các mốc thời gian 21 giờ đến 24 giờ và nửa đêm sáng Nghị đã ở đâu ai chứng kiến. Vì thời điểm này quán cà phê chắc chắn là đã đóng cửa, việc Nghị có mặt tại quán cà phê không thể là bằng chứng ngoại phạm. Nếu thực sự không liên quan đến vụ án thì sao Nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng đến nửa đêm hôm sau mới về nhà. Ánh đèn sáng trên lầu 1 bưu điện vào lúc 22 giờ đêm cho thấy ít nhất một trong hai nạn nhân đã ở trên lầu trong đêm hôm xảy ra án mạng. Điều này cũng chỉ ra khả năng có nghị hoặc ai đó với tư cách là bạn trai của Hồng có thể đã có mặt trên lầu 1 lúc 22 giờ tối Dấu vân tay thu giữ được là của ai? Theo cáo trạng, khi giết nạn nhân, hung thủ đã thực hiện hàng loạt các động tác bằng tay như bóp cổ, kéo sát, dùng dao, thớt, ghế, đập đầu, cắt cổ hai nạn nhân. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường, ghi nhận trên kính cửa vào buồng ngủ có dấu vết đường vân ở mặt trong của kính trên cánh cửa, buồng vệ sinh, có một số dấu vết của vân trên Labo cửa rửa tay có một số dấu vết đường vân. Những vết vân tay này đều đã được thu giữ. Như vậy, dấu vân tay tại hiện trường chắc chắn phải là của hung thủ, không thể khác được. Theo kết quả giám định bản kết luận giám định số 158 knl PC21 ngày 11 tháng 4 năm 2018 thì các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải. Như vậy câu hỏi không thể không đặt ra là dấu vân tay là của ai và vì sao cơ quan điều tra không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị. Hải khai đi chân không và bưu điện nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên mặt nệm ghế có dấu vết máu quệt và dấu vết đế dính dép và những hạt cơm khô. Vậy ai là người đã để lại dấu dép này từ đôi dép nào? Biên bản khám nghiệm hiện trường tử thi và biên bản giám định pháp y đều ghi nhận trên cơ thể nạn nhân Hồng có một số vết bầm máu làm ra sậm màu ở mặt, trước đùi chân phải, mặt trước cẳng chân trái. Các vết bầm này là do tác động của ngoại lực chứ không thể tự nhiên mà có. Vậy ai đã gây ra những dấu vết này bằng vật dụng gì? Và trong khi Hải không hề có bất kỳ lời khai nào nói đến việc đã đánh hay tác động vào phần chân của nạn nhân. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi nhận trên mặt bàn có một miếng mút xốp màu trắng và vài mảnh mút xốp đã được cắt vụn trên mặt bàn và giải rác vài mảnh dưới nền nhà. Cơ quan điều tra và cả tòa án đều cho rằng đây là tình tiết quan trọng thể hiện tính khách quan của hiện trường. Luật sư Trần Hồng Phong đã đề nghị làm rõ tình tiết đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 sau khi rời quán cà phê lúc 20 giờ 10 phút, Nguyễn Văn Nghị đã làm gì, ở đâu. Làm rõ tình tiết ánh đèn sáng trên lầu lúc 22 giờ, ai đã lên lầu và cắt điện tại bù điện cầu voi vào lúc buổi tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Xác định khoa học về thời gian cái chết của hai nạn nhân, qua đó xác định và xác được thời gian gây án của hung thủ. Đồng thời, tiến hành giám định vân tay đối với Nguyễn Văn Nghị so sánh với mẫu dấu vân tay của hung thủ thu giữ tại hiện trường, giải thích vì sao không triệu tập Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng trong vụ án. Vì sao toàn bộ thông tin tài liệu lời khai của Nguyễn Văn Nghị đều đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án? xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi